Xin chào tất cả mọi người, tôi là cho người xem. 90% không biết sẽ ra sao khi bị cả nhà trắng nuốt phải lúc đang bơi. Nhỏ nhưng cũng xác suất con người bị nuốt bởi nó là cao hơn cả. Đó là cá nhà táng. Điều trước tiên mà bạn nên lo sợ chính là rủi ro bị xé ra từng mảnh khi rơi vào miệng của chúng. Bởi cá nhà táng sở hữu một hàm răng khá kinh khủng. Dù không sắc nhọn như cá mập, nhưng với mỗi chiếc răng dài đến 20 cm, kích thước tương đương một con dao, và có cả thảy 40-50 chiếc răng như vậy, thì cái kết dành cho một cơ thể con người nhỏ bé sẽ thực sự rất thảm khốc. Chắc sẽ nát luôn quá. Và trong trường hợp may mắn lọt qua cổ máy xẻ thịt và trôi thẳng xuống cổ họng, thử đón chờ bạn sẽ là một không gian tối như mực. Ngoài ra, càng trôi xuống sâu bên trong đường tiêu hóa sẽ càng khó thở bởi sự suy giảm của khí oxy cũng như sự tăng lên của khí metan. Khi các cơ quanh họng liên tục co bóp để ép cơ thể bạn xuống dạ dày, bạn sẽ dần cảm thấy sự tấn công của axit HLC trong dịch vị cá hôi, thể hiện rõ nhất ở cảm giác bỏng rát da khi axit dần ăn mòn lớp ngoài của cơ thể. Tuy nhiên, một điều đáng sợ hơn vẫn đang chờ đợi chúng ta ở phần tiếp theo của cuộc hành trình vào bụng cá này. Các bạn biết không, cá nhà táng có đến 4 cái dạ dày. Địa điểm kế đến mà các bạn sẽ tới chính là dạ dày đầu tiên và lớn nhất của cá nhà táng, cũng chính là một bể chứa axit khổng lồ. Điều may mắn nhất mà chúng ta có được ở nơi này chính là một thứ ánh sáng có thể đến từ những loài động vật có khả năng phát quang sinh học. Chủ yếu là món mực khoái khẩu của cá nhà táng vốn cũng đã trở thành bữa ăn của chú cá khổng lồ. Lời khuyên là hãy quên đi mọi thứ và tận hưởng màn trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp này, bởi đó chính là thứ cuối cùng mà bạn được nhìn thấy trong đời.